chiến tranh đã lùi xa, nhưng những người cựu chiến binh tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh vẫn còn vẹn nguyên niềm tự hào, tự tôn dân tộc khi nhớ lại cuộc trường kỳ kháng chiến để Bắc Nam sum họp một nhà. Cựu chiến binh Phạm Thành Tâm, nguyên chiến sĩ Trung đoàn 28 Pháo binh, Sư đoàn 5 miền Đông Nam Bộ cũng là một trong số đó. Ngày ấy, ông Tâm cùng các đồng đội đã không quản ngại gian khổ hy sinh, góp một phần vào chiến công chung của toàn dân tộc. Trở về với cuộc sống đời thường, cứ mỗi dịp gần tới ngày kỷ niệm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ông lại bồi hồi mang những kỷ vật của đời lính ra ngắm nhìn, chia sẻ kỷ niệm với những người bạn chiến đấu và thương nhớ về những đồng đội của mình đã anh dũng hy sinh. Để thực hiện chiến dịch lịch sử mang tên Hồ Chí Minh, mùa xuân năm 1975, chiến thuật của quân đội ta là tập trung nhiều mũi cánh quân, bao vây, áp sát, vừa cắt đứt sự chi viện của địch cho Sài Gòn, vừa cô lập, chốt chặt không để ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn tháo chạy ra biển. Cánh quân của đơn vị ông Tâm gồm một tiểu đoàn pháo 37 ly và đại đội pháo 105 ly có nhiệm vụ tiến đánh từ phía Tây Nam vào Sài Gòn. Nhiệm vụ chủ yếu là chốt cùng với sư 5 đấy, chốt chặn của cái đường số 4, không cho ngụy nếu rút về miền Tây cũng không được, mà nếu ông chi viện cho Sài Gòn cũng không được, thì đơn vị chúng tôi đấy là hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ đó của Bộ Chỉ huy miền giao cho. Pháo của chúng tôi là pháo 105 như vậy, khi vào chiếm lĩnh trận địa đều phải qua coi như là cái đồng chống áp và đồng tháp 10 như vậy, phải chuyển qua xuồng tháo ra từng bộ phận, đến coi láng cỏ đó lại nắp ráp lại đấy, để mà bắn vào các cái mục tiêu như là thị trấn Tân An này, rồi căn cứ Bến Đức này, rồi giang đoàn của thủy quân lục chiến này. Thế thì là chúng tôi cũng hoàn thành rất là xuất sắc nhiệm vụ. Chúng tôi là coi là pháo 23 ly mà tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, thì chúng tôi là hướng Tây Nam Sài Gòn, chúng đã tháo pháo ra cho xuống xuồng qua coi như là sông Vàm Cỏ Tây để tiến vào Tân An, coi như là đánh một cánh quân thì coi chặn đồ 4, một cánh quân thì đánh vào coi như Tân Tây Nhất với Dinh Độc Lập. Đi chiến dịch rất phấn khởi, chúng tôi đi mà coi như là, một cái trải hội vậy, tất cả các quân đoàn binh chủng, các quân binh chủng sẽ kéo ồ ạt coi như là tấn công vào trong thành phố Sài Gòn. Từ giữa tháng 4 năm 1975, đơn vị pháo phòng không của lữ đoàn 208, sư đoàn 5 xuất quân từ suối Đá Bằng, Bình Long, nay thuộc tỉnh Bình Phước, đi dọc biên giới Campuchia. Đến ngày 29 tháng 4 năm 1975, có mặt ở Chi Phu trên đất bạn Campuchia và nhận được lệnh tiến về sông Vàm Cỏ chờ chiến đấu. Xe kéo pháo và đoàn quân rầm rập thần tốc xốc tới. Đến bờ sông, thấy xe lội nước và cầu phao đã bắc qua sông, có lệnh vượt sông, tiến qua Đức Huệ, Đức Hòa, ngã tư Bảy Hiền, rồi hướng về Dinh Độc Lập, vừa tiến hành, vừa sẵn sàng đánh máy bay địch. Về coi như là kế hoạch tác chiến, ấy thì dùng pháo rất là tài tình của quân giải phóng, cụ thể của trung đoàn tôi. Thế là cái trung đoàn này sau khi mà tập kết ở bờ sông Vàm Cỏ Tây rồi đấy, thì chúng tôi phải dùng coi như là thuyền bè đấy, là đẩy pháo vào, coi như là dùng pháo ở cái láng cò, nó chỉ cách coi như là nhà coi như là Trần Văn Hương đấy thì khoảng là 1 cây số thôi. Thì làm như vậy đấy, nó tạo thế bất ngờ đấy, là thằng địch là cũng không coi như là đánh vào cái khu vực gia đình của Trần Văn Hương này nữa. Thế là lợi dụng như vậy mà chúng tôi thu được thắng lợi rất là to lớn. Xong rồi khi mà về chuyển ra Hà Nội này, trở về với cuộc sống đời thường sau chiến tranh, trong hành trang của những người lính trở về, từng chiếc mũ, chiếc bi đông, cặp đựng tài liệu là những vật dụng nơi chiến trường lại trở thành vật chứng cho lịch sử, mang trong mình biết bao câu chuyện vui buồn của người lính. Đối với cựu chiến binh Nguyễn Thành Tâm và mỗi người cựu chiến binh, thì những kỷ vật đó không chỉ là những hành trang, mà như những người đồng đội đã cùng họ vượt qua bao gian nan, khó khăn nơi chiến trường, là kỷ vật thiêng liêng của mỗi người lính.
họ lưu giữ thời gian bằng những kỷ vật thời chiến như gìn giữ cuộc sống của mình, coi đó như những kỷ vật thiêng liêng của đời quân ngũ. Những cái kỷ vật mà như bác Tâm đã giữ lại trong thời gian chiến tranh như thế là rất cực kỳ là coi như là quý báu, nên để lại cho coi như là con cháu để biết là coi như là cha ông đã từng tham gia đánh Mỹ như thế nào và gian khổ là những chỉ dùng coi như các cái phương tiện rất là đơn giản như là găng đồ gô với bình tông đựng nước để đi mà để sinh hoạt để coi như là đánh giặc. Cảm xúc lại trào dâng mỗi khi ông Tâm cẩn thận giữ gìn bảo quản những kỷ vật đã từng gắn bó với quãng thời gian chiến đấu của mình. Những kỷ vật chứa đựng biết bao ký ức của chính ông và những người đồng đội. Những kỷ vật nhỏ gợi lại trong ông những năm tháng ác liệt nơi chiến trường, những chiến tích vẻ vang và cả những người đồng đội đã từng kề vai sát cánh bên mình nữa. Khi mà thu được 14 chiếc tàu và coi như là bắn cháy một cái rồi đấy, thì thu toàn bộ các cái quân trang, quân dụng và thiết bị trên tàu. Thì tôi giữ được một cái này. Mục đích là chúng tôi là trước kia là thí dụ như là còn trong rừng mà chưa được ấy, mà giải phóng thì chúng tôi cứ lấy cái mũ sắt này chúng tôi đi tắt cá. Rồi thì thậm chí chúng tôi coi như là giã coi như là cái sắn tàu đấy. Đấy, rồi thì ra làm bánh. Nên là nó chỉ là một cái việc làm rất đời thường thôi, nhưng mà nó có một cái ý nghĩa là nó giữ được cái kỷ niệm kỷ vật của mình suốt những cái năm chiến đấu với quân địch mà coi như mình vẫn còn giữ được đến bây giờ. Một trong những kỷ vật đối với ông Tâm là có ý nghĩa nhất, đó là tập thơ Nam Tiến. Đây là tập thơ đã đi theo ông Tâm từ những ngày đầu vào quân ngũ. Tập thơ giống như một cuốn nhật ký ghi chép rất tỉ mỉ, cụ thể nhưng vô cùng xúc động qua lăng kính của chàng thanh niên trí thức lên đường chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc. Chàng thanh niên Phạm Thành Tâm lúc bấy giờ đã tình nguyện đi vào cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc khi còn rất trẻ. Ông vừa cầm súng, vừa cầm bút ghi lại những câu chuyện, những suy nghĩ và cảm xúc của mình về gia đình, về đồng đội và về cuộc chiến tranh. Những trang viết thật giản dị và xúc tích nhưng lại cho người đọc thấy được toàn bộ sự tàn khốc của chiến tranh và tinh thần dâng hiến cho Tổ quốc của những người lính. Trong chiến đấu gian khổ, những vần thơ như giúp ông có thêm động lực để chờ ngày chiến thắng trở về. Chẳng bay bổng lãng mạn, nhưng những câu thơ kia dường như là cả một hồi ký của người lính nơi chiến trận, là rung động được cất lên bằng lời rồi gửi vào từng câu chữ. Thơ phản ánh đời sống tâm hồn, còn những kỷ vật kia là một phần vật chất nơi chiến trường mà ông từng tham gia. Năm 1992, ông Tâm nghỉ hưu và tham gia hội cựu chiến binh, trở thành hội viên chi hội cựu chiến binh xã Vũ Ninh, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Với ông, không có gì quý hơn tình đồng đội, gắn kết, san sẻ khó khăn với nhau trong cuộc sống. Vì vậy, ông Tâm luôn tích cực tham gia các hoạt động và vận động hội viên cùng xây dựng chi hội để đây thật sự là mái nhà chung của những người cựu chiến binh, cùng sinh hoạt và giúp nhau phát triển. Với sự năng nổ tích cực của mình, sau một thời gian công tác, ông được các hội viên tin tưởng bầu làm chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh xã Vũ Ninh. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, là bác ấy là người về là tham gia với thôn làng các cái phong trào, rồi bác ấy cũng là tham gia là bí thư chi bộ mấy khóa, rồi sau đó thì bác ấy làm tham gia hội người cao tuổi của xã. Thế rồi chúng tôi cũng là cái lớp đi sau thì cũng học tập bác ấy ở cái chỗ là tham gia công tác, rồi sức khỏe tuy là yếu nhưng vẫn tham gia mọi cái công tác của địa phương để là cho cái lớp sau, để noi gương các cái lớp trước để
cùng nhau hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của địa phương và xây dựng thôn làng ngày càng văn minh giàu đẹp. Trên cương vị mới, ông lại càng tích cực tập hợp hội viên tham gia các hoạt động phong trào do các cấp hội và địa phương phát động. Nhờ đó, các phong trào hoạt động của chi hội cựu chiến binh xã Vũ Ninh luôn diễn ra sôi nổi và đạt được nhiều kết quả tích cực. Các hội viên không chỉ đoàn kết, gắn bó, giúp nhau những lúc khó khăn, hoạn nạn, việc hiếu, việc hỉ mà còn nỗ lực tham gia các chương trình phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Năm tháng đã qua đi, kể từ ngày chiến thắng mùa xuân năm 1975, những người lính Cụ Hồ năm xưa đã trở về với đời thường, vẫn nhớ về quá khứ hào hùng và chưa giây phút nào quên những đồng đội đã ngã xuống ngay trước giờ đất nước toàn thắng. Và họ luôn sống trong những ký ức đẹp một thời tuổi trẻ đánh giặc cứu nước để hôm nay tiếp tục gìn giữ, phát huy phẩm chất tốt đẹp bộ đội Cụ Hồ, chọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, thi đua xây dựng quê hương, đất nước ngày càng tươi đẹp, đàng hoàng hơn như mong ước của Bác Hồ. Thời kỳ đấy, là chúng tôi là trực tiếp tham gia vận động các hội viên thì hiến đất, có những hội viên hiến đất tới 30 mét vuông để làm đường 3,5 mét cho thôn làng. Thứ hai là các cái tổ chức chính trị, là chúng tôi đã có tổ chức của chiến binh đi đầu là về công tác thu gom rác thải là cùng với lại địa phương để làm sao cái môi trường cho nó trong sạch. Chúng tôi thì là về với đời thường thì cùng với gia đình để khắc phục là phát triển kinh tế, để chăn nuôi gà ngan vịt, rồi là làm những các cái dịch vụ nhỏ, ví dụ như là xay sắt sắn 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 dây đó. Đấy, rồi là làm các cái công việc mà phục vụ cho chính đời sống mình và trong xã hội. Thời gian trôi đi khiến nhiều thứ bị lãng quên, nhưng những kỷ vật, hiện vật chiến tranh không chỉ là những minh chứng sống cho hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc, mà còn là minh chứng cho những hy sinh, mất mát mà dân tộc ta đã từng phải gánh chịu. Đó là những điều rất đáng trân trọng. Những kỷ vật mà những cựu chiến binh đã lưu giữ sẽ luôn còn mãi với thời gian, để rồi từ đó giúp thế hệ trẻ hôm nay có thêm sức mạnh để vượt qua những khó khăn, có ý chí phấn đấu và khát vọng cống hiến nhiều hơn cho xã hội ngày càng giàu đẹp.